Xin chào các bạn, tên tôi là Trần Thị Hương, đến từ trường Trung học phổ thông Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Tham gia chương trình tuyển chọn và đào tạo giáo viên STEM Master Channel mã số dự thi VU080. Tôi xin trình bày dự án STEM điều chế carbon hoạt tính từ vỏ trấu ứng dụng để lọc nước thải mà tôi đã hướng dẫn học sinh trong câu lạc bộ hoàn thiện sản phẩm trong năm học vừa qua. Với dự án trên thì tôi hướng dẫn học sinh thực hiện qua 6 bước. Bước thứ nhất, xác định vấn đề trên cơ sở. Thứ nhất, bài 15 carbon. Thứ hai, phế phẩm nông nghiệp chưa được sử dụng một cách hiệu quả. Thứ ba, đó là tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Từ đó chúng tôi đã thực hiện dự án điều chế carbon hoạt tính từ vỏ trấu, ứng dụng xử lý lọc nước thải. Bước 2, xây dựng ý tưởng. Trong bước này, tôi yêu cầu học sinh đặt ra 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất, điều chế carbon hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp sốc nhiệt. Tiêu chí thứ hai, xử lý nước thải thông qua carbon hoạt tính tự điều chế và đánh giá khả năng hấp phụ của vật liệu. Tiêu chí thứ ba, thiết kế mô hình xử lý nước thải. Bước 3, quy trình thiết kế. Một là xác định kiến thức nền các môn khoa học tự nhiên và tình hình ô nhiễm môi trường nước. Thứ hai, từ thực tiễn các phương pháp điều chế carbon hoạt tính. Thứ ba là thực nghiệm và đánh giá điều chế carbon hoạt tính từ vỏ trấu, xử lý nước thải thông qua carbon hoạt tính và đánh giá khả năng hấp phụ của vật liệu. Thiết kế mô hình xử lý nước thải trong phòng thí nghiệm. Bước 4, quy trình thực nghiệm. Thứ nhất, chế tạo ra carbon hoạt tính, lựa chọn phế phẩm nông nghiệp, vỏ trấu. Đốt vỏ trấu trong các điều kiện khác nhau, ví dụ như là nhiệt độ, điều kiện về không khí. Thứ hai là lấy mẫu nước thải sinh hoạt trực tiếp từ các hộ dân thải ra kênh ngòi. Thứ ba, thực hiện thí nghiệm xử lý nước thải với vỏ trấu đốt ở nhiệt độ phòng trong không khí, vỏ trấu đốt ở nhiệt độ phòng trong điều kiện yếm khí, vỏ trấu đốt ở nhiệt độ cao 700 độ C trong không khí, vỏ trấu đốt ở nhiệt độ cao 700 độ C trong điều kiện yếm khí. Carbon hoạt tính mua ở ngoài thị trường về để so sánh. Sau đó, mẫu sau khi đã được xử lý thì được gửi về Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên Môi trường Nam Định. Thứ tư, phân tích và đánh giá kết quả nồng độ ion còn lại của sau khi xử lý. Ta thấy rằng hiệu suất xử lý COD của nước thải của carbon mua ngoài thị trường là 33%, khoảng 33% carbon điều chế ở nhiệt độ phòng trong điều kiện yếm khí là khoảng 27% và carbon điều chế ở nhiệt độ 700 độ C trong điều kiện yếm khí là khoảng 29% là khá đều nhau. Do đó tôi hướng dẫn học sinh lựa chọn carbon được điều chế ở nhiệt độ phòng trong điều kiện yếm khí vì nó dễ thực hiện, đỡ tốn nhiên liệu, khả năng hấp phụ là tương đối đều nhau. Thứ năm là thiết kế mô hình lọc nước thải thì đầu tiên tôi yêu cầu học sinh vẽ bản vẽ. Thứ hai là đây là hình ảnh thiết kế hệ thống xử lý lần 1 và lần 2. Bước 5, kiểm tra đánh giá. Với mô hình xử lý nước thải bằng carbon hoạt tính trong phòng thí nghiệm của học sinh đã thu được kết quả khá là tốt, nồng độ COD đã giảm được 7,6 lần so với trước khi xử lý. Bước 6, kết luận. Trong bước này thì tôi yêu cầu học sinh xác định được các kết quả đã làm được trong dự án. Thứ hai, xác định được tính ứng dụng của dự án đối với đời sống con người. Thứ ba là xác định giá trị về mặt xã hội, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hạn chế được tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Trong quá trình học sinh thực hiện dự án thì tôi đã đưa ra được hệ thống phiếu đánh giá giúp học sinh hoàn thiện sản phẩm một cách tốt hơn. Và đây là một số hình ảnh thực hiện trong quá trình dự án. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.